Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi. Duy Khả xin kính chúc anh em xem video vui vẻ anh em ơi. Ngày hôm nay thì Khả được top 8 rồi anh em ơi. Và ngày hôm nay thì Khả sẽ soi đồ một cao thủ cho anh em xem, đó là Quang Vũ 35. Một trong những con lông đao không biết như thế nào mà đánh trận nào cũng có top rất là khác anh em ơi. Đa số top 1, top 2, top 3, top 4 này nó khá là dữ dằn anh em ơi, 173 mạng. Và nhất đầu sơ 71, tử vong 22 và liên chạm 52, giữ liên chạm quá tốt anh em ơi. Cho anh em xem xét đồ của cao thủ này như thế nào nha. Hôm nay Khả đựng cho 11 mạng, còn xem tới là lọt top 10 luôn. Anh em xem xét đồ nha. Trời ơi, đang sở hữu kỹ năng cũng có một cấp hiện dị chém khét rẹt. Chém khét rẹt luôn em, với lại nhắc cửa trên đầu nữa chắc chắn được hai kỹ năng. Wow, ảnh top 16. Ảnh top 16 và hiện tại đang sở hữu hai kỹ năng cũng có nè, một cái nhắc cửa trên đầu và một cái mặt nạ một cấp. Đồ ngày nào có mặt nạ đánh hôm nãy Khả được cái mặt nạ khác cả 10 luôn, chán rồi gốc này. Vãi thiệt. Rồi. Một chuyền kháng cả 9. Một áo 9. Một cái nón chón kháng hỏa 40, một cái đao tóc băng sắt 76. Ui, sợ cái đao quá khét. Một cái bao tay, đồ đồ bao tay đẹp quá. Phòng thủ 11 và làm chậm 40, bao tay này tiền không em à. Bao tay này gọi là hàng nô, chưa có cái thứ hai đâu nè. Quá đẹp, bao tay này Khải có, Khải chắc cũng xài luôn nè. Đẹp quá. Một đôi lưng chón, dùng 1 ngọc bội kim sức mạnh 18. Ui, trời. Một ngọc bội, ui, một nhẫn sức mạnh 19, ui, 14, quá chướng. Một nhẫn khăn lôi 19 và một đôi giày khăn lôi 15. Tính ra thì lượng làm chậm thì này được cho mình là 40 làm chậm. 40 làm chậm và làm chón được 80. 80 chón nè, 1 này, 2 này, 80 chón này. Và 40 chậm được bao tay đẹp quá nè, bao tay nó 1 luôn rồi. Phòng thủ làm chậm 40 luôn, bao tay này chắc cũng vài triệu mới có được bao tay này, không ít đâu nè. Cái đao này thì khỏi nói nè em ơi, bao tay này cái đao này tiền không luôn nè. Cái đao này gọi là đang nô 1 server nè, chưa có cái đao thứ hai. Cho cái đao này ít nhất phải mười mấy triệu anh em ơi, không biết đâu. Bao tay này bèo lắm, phải ít nhất phải bèo lắm và ít nhất phải từ 3 đến 5 triệu bao tay. Tay quá đẹp. Này mình sinh lực nữa thôi, khỏi chơi luôn, khỏi mẹ bạn. Cái chuyện này đơn giản, chuyện này Khải nghĩ cũng tầm hơn triệu. Hơn triệu chuyện này. Nón thì bình thường, áo cũng bình thường quá. Mấy cái nón này cũng đơn giản thôi nè. Đai lưng thì cũng ok, đai lưng này chắc cũng phải vài trăm nghìn. 5 đến 10 kim ấy. Nhẫn này, hai cái này chất lượng này, 32 sức mạnh, 32 điểm sức mạnh, quá chất lượng. Bằng gần 7 con tay tuyệt kinh. Quá đẹp. Trong tầm sức đồ này thì sơ qua thì cái đao là nhỉnh nhất nè em ơi. Cái đao chắc phải hơn chục củ. Bao tay này gần 5 củ, nó sức đồ này tương đối phải hơn 15 triệu nè. Hơn 15 triệu sức đồ này. Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Quang Vũ 35 cũng như là Duy Khả lại chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và chúc anh em xem video vẻ và anh em thích soi cầu thủ nào thì cứ sâu chặn thông kim thì anh em cứ comment, rồi Khả sẽ comment soi đồ cho anh em xem nha. Ok, đừng quên đỡ lại cho Khả một like, ủng hộ cho anh em ơi. Rồi, lên phong độ ngay đó, chờ giờ anh em ơi.